Y là căn bếp của nhà mình Nhật Bản. Đủ loại gia vị luôn. Đây là cà tím nè. Cà tím mình mới đem tủ lạnh ra. Mình chuẩn bị làm cái món cà tím. Mỡ hành. Mấy con mình rất là thích ăn món đó. Nên mình chuẩn bị làm. Đây là cái hũ mật ong, ong với gừng. Thì các bạn thấy không? Những cái hũ mật ong dưa gừng. Các cá mình mua trên Costco uống rất ngon nha các bạn. Rồi là cái uống rất là tốt. Đây đây là hũ đủ tỏi. Đó, mình quay cho các bạn coi cảnh cái bếp của nhà mình, mà cái chính là mấy trái cà này đây. Các bạn thấy không? Đây, mấy trái cà này đây. Hôm nay mình sẽ nướng mấy trái cà này làm với mỡ hành. Sau 20 phút cà chín rồi nha các bạn. Wow. Ok. Cà sau khi nướng chín xong mình đã lột vỏ và cắt khúc ra. Wow, các bạn thấy ngon chưa?
Còn đây là nước mắm chua ngọt nè, phở hành luôn. Các bạn thấy thèm chưa? Món này rất là dễ làm nha các bạn. Gà chỉ cần bỏ vô oven nướng 20 phút là sẽ chín. Cái này khi nào mình ăn mình mới chan nước mắm, mỡ hành và mình rắc hành phi lên. Giờ thưởng thức thôi. Quá ngon, nhìn không là thấy thèm các bạn. Nước mắm chua ngọt, nước mắm này mình phải làm hơi keo chút xíu nha các bạn. Nước mắm keo kẹo thì nó mới dính vô cái cà, ăn nó mới ngon. Mỡ hành. Đây là món cà tím hành phi đã xong rồi các bạn. Wow, ngon. Quá hấp dẫn.